Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Chuyện con rắn tre. Tiền thân Veluka. Với người muốn mình lợi. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một tỷ kheo khó bảo. Thế Tôn hỏi: "Này tỷ kheo, có thật chăng ông là người khó bảo?" Bạch Thế Tôn: "Đúng vậy." Bậc đạo sư nói: "Này tỷ kheo, không phải chỉ nay ông mới khó bảo, thuở trước ông cũng đã khó bảo rồi. Vì tánh ông khó bảo, không nghe lời các bậc hiền trí, ông mạng chung vì miệng con rắn." Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Mahadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình giàu có ở nước Kashi. Khi lớn lên, thấy nguy hiểm của dục vọng, thấy lợi ích khi xa lìa nó, Bồ Tát từ bỏ các dục, đi vào tuyết sơn, xuất gia làm vị ẩn sĩ, chuẩn bị tốt đẹp đề tài thiền quán, đạt được 5 thắng trí và 8 thiền chứng, sống hưởng thọ thiền lạc. Sau một thời gian, Bồ Tát có một hội chúng lớn với 500 ẩn sĩ khổ hạnh vây quanh. Ngài sống làm bậc đạo sư của hội chúng. Bây giờ một con rắn độc con theo bản tính của mình đi đến am thất của một vị tu khổ hạnh. Vị tu khổ hạnh khởi lòng thương con rắn như con mình, cho nó nằm trong một ống tre và nuôi dưỡng nó. Vì nằm ở trong ống tre nên nó được gọi là Veluka, nghĩa là rắn tre. Vì vị tu khổ hạnh nuôi dưỡng con rắn với tình thương như con mình, nên vị ấy được gọi là cha của Veluka. Lúc bấy giờ, Bồ Tát nghe có vị tu khổ hạnh nuôi dưỡng con rắn độc, bèn cho gọi vị ấy lên và hỏi: "Có thật chăng ông đã nuôi dưỡng con rắn độc?" Khi được biết là có thật, Bồ Tát nói: "Chớ tin con rắn độc, chớ nuôi dưỡng nó như vậy." Vị tu khổ hạnh nói: "Con rắn ấy đối với tôi như đệ tử đối với thầy, không có nó tôi không thể sống được." "Vậy ông sẽ bị mệnh chung vì sống gần con rắn độc này." Vị tu khổ hạnh không nghe lời Bồ Tát, không chịu từ bỏ con rắn độc. Nhiều ngày sau, tất cả vị tu khổ hạnh đi hái quả, đến một chỗ được nhiều trái cây và ở tại đấy 2-3 ngày. Trước đó, cha của rắn tre cũng đi với họ, đã đặt con rắn độc nằm trong ống tre, đóng cửa lại rồi ra đi. Sau 2-3 ngày, vị ấy cùng về với các vị tu khổ hạnh, định đến cho Veluka ăn. Vị ấy mở ống tre, vừa đưa tay vừa nói: "Này con, hãy đến đây, chắc con đói lắm." Con rắn độc nổi giận vì 2-3 ngày không có đồ ăn, liền mổ vào tay vị tu khổ hạnh, khiến vị này chết ngay tại chỗ, rồi rắn bỏ vào rừng. Các vị tu khổ hạnh thấy vậy thưa với Bồ Tát: "Ngài bảo hỏa táng người chết." Rồi ngồi giữa chúng ẩn sĩ, Ngài nói lên bài kệ này: "Với người muốn mình lợi, với người thương tưởng mình, nếu cứng đầu không nghe, không theo lời khuyên dạy, sẽ bị hại đến chết, như cha Veluka." Như vậy, Bồ Tát khuyến cáo chúng ẩn sĩ, rồi ngồi tu tập từ bi hỷ xả, và khi mạng chung, Ngài sanh lên cõi trời Phạm Thiên. Bậc đạo sư nói: "Này tỷ kheo, không phải chỉ nay ông mới khó bảo, trước kia do khó bảo ông đi đến hoại diệt vì miệng con rắn độc." Sau khi thuyết pháp thoại, bậc đạo sư kết hợp hai mẫu chuyện và nhận diện tiền thân như sau: khi ấy cha của Veluka
là tỷ kheo khó bảo, hội chúng còn lại là hội chúng Đức Phật, và bậc đạo sư có hội chúng là ta vậy.